Đó, là như này. Kia nữa kìa cái nè. Là như này. Qua, qua. Chúng ta đứng đây. Cái khủng này cái nè ơi. Là như này cái nè. Là như này. Ồ, cái nè thấy không? Trời ơi, phi không? Thế là còn nữa không? Ừ, đã chưa? Thế chưa? Thế mình gửi từng con trước nha nè. Tuổi ra dính 4 con một hơi luôn ấy nè. Để mình gửi từng con đầu tiên này nè. Trời ơi, con này to này chẳng cái ký ấy nè ơi. Ừ, đây nè. Ồ, to không? Chẳng một ký ấy nè ơi. Đó, phía sau dính con hai con gì nữa cái nè. Nó quẩy đùng đùng á. Để mình gửi con thứ ba này trước đây, tới mình gửi tiếp. Rồi, bỏ vào. Bữa nay mình trúng rồi cả nhà ơi. Cái nhà thấy hay, cái nhà cho mình một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ cái nhà. Cảm ơn cái nhà rất nhiều ạ. Ây, 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 nhiều rồi đó cả nhà ơi. Ôi, quá tải luôn. Dính, dính mưa luôn cả nhà ơi, đây cái này. Quá. Đâu, phía sau kia dính nhiều nữa cả nhà ơi. Cáo cái này nó gom lại nhiều lắm cả nhà. Đây cái nhà. Bỏ vào. Đây cái nè. Nhiều lắm anh ơi. Tiếp con nữa nè. Cá mập lắm anh ơi. Này cái này chính con ở đây này đó nha. Đó chưa kiểu phi luôn, kiểu đa tay mỗi mệt mình nghĩ luôn cái nào. Đây con chim mấy cái nè, con kia kìa, đó đó kìa, thấy không? Tiếp tục cửa nữa cái nè. Bữa nay nước rút nhiều lắm đây nè. Đợt trước mình thả là nước nó tới ngực á, mà bữa nay còn có tới đầu gối à. Nhưng cá nó gom lại nó còn nằm ở đây còn nhiều lắm. Nó gom lại nên mình thả được nhiều lắm cái nè. Mình thả trúng rồi. Lưới tắm mà khó gỡ lắm đây nè. Cá vô cá lớn không mà. Cái này khỏi thả khỏi lưới 10 vậy được, lưới 10 phân á. Đây nè, đi. Đi. Mối mà đầy đáy ơi. Ồ, thấy chưa? Thấy chưa? Cái rô phi làm món gì ngon cái nè. Cái nhà cho mình biết nha cái nè ơi. Chứ mình thường thường mình thả lưới về xong mình sẽ phơi khô không à. Ô, ai vậy này nè, chính đây này, đây cái nè, đó, nè thấy không? Đây, cá khủng nữa cái nè, ơi con này to, uông, này kia nữa cái nè, nó quẩy vô qua đây, đó, nó quẩy không? Đó đó, ừ, cá bự này cái nè, ừ. Con thấy cái nào thấy không? Ừ, con này cái ký cái nào. Ừ. Quá trời bự ra. Nhằn sảy rồi cái nè. Mình chịu rồi đó. Ê. Cái nào thấy không? Trời ơi, cá to này. Con này hơn 1 ký cái nè. Ê, cái bự này cái nè. Trời ơi, cá nó to này. Cá này hơn ký á. Ừ, cá khủng này. Con này to nhất này nè. Đây nữa này cái nào. Đây đây, dính ta ta. Ta, đây nữa này. Ê. Ê. Cũng êm của nó này cái nè. Êm là hai gì trong gì đó. Dính cỏ đi.
Ghê chưa? Kéo vô đây thế nào? Ừ. Dính đây nữa nè, đây nữa nè. Hai con nữa nè. Đây là cá. Qua. Wow. Này một bọc luôn đây. Đây này cái này. Đây. Cái bự bự không à. Này kia dính nữa nè. Đây nè, này kia dính nữa kìa. Ủa, đâu rồi? Ui, xảy mất rồi cái nè. Mất đây mà xảy mất rồi. Ừ, xảy mất rồi. Đó, thấy không? Thấy nào thấy không? Đó. Đó, phê chưa? Phê chưa? Đó. Đây bây giờ đây đằng trước kia chính con nữa nè, này đây đó đây đó nha, ừ đằng kia dính nữa kìa, đằng kia nó mới quẩy nữa kìa, dính nữa kìa, chỗ nào dính hai con này nè. Đó. Dính mấy cái nào ơi. Cá bự bự không cái nào ơi. Cá dính mấy cái nào ơi. Đây này. Ừ. Ủa, cá này cái nào ơi. Dễ tỉ. Đi đi. Wow. Đây là cá. Chục ký rồi cả nhà ơi. Dính quá trời dính rồi cái nào ơi. Ừ cá nó cũng quá. Bây giờ mình cúng lưới về thôi cái nhà ơi, cá nhiều lắm rồi cái nhà. Sướng này cả nhà. Tí 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 cá dữ lắm nè cả nhà ơi. Ủa nó dính rồi, nó quẩy rồi. Quá trời luôn.
mình cuốn lưới xong rồi cả nhà ơi, giờ mình đi về thôi. Đây này cả nhà, cả nhà thấy chưa? Thấy nhiều chưa cả nhà? 20 kg cả nhà ơi. Thôi giờ mình về thôi, lên đường thôi. Bây giờ thì mình về thôi cả nhà ơi, để về nhà mình đổ ra cho cả nhà xem được khoảng bao nhiêu ký nha cả nhà. Nhiều lắm cả nhà ơi. Đây này cả nhà, viên một bị luôn cả nhà ơi. Đây, cả nhà xem đây. Thôi bây giờ mình về đó cả nhà, về nhà đổ ra cho cả nhà xem nha. Đây này cả nhà ơi, mình đã về tới nhà rồi, giờ mình đổ ra cho cả nhà xem nha cả nhà.